thưa thầy, em kính thưa đại tỷ, nhị huynh, diệu nghi và cả nhà. Con xin phép thầy cho con đọc đại tử quy. Đại tử quy, đạo làm con, thánh nhân dạy, chết hiếu thuận, sau cần tín, thương mọi người, kết bạn tốt, lại nỗ lực, học tập thêm. Con hiếu thảo, cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ sai, không đứng trễ, cha mẹ dạy, nghe theo làm, cha mẹ trách, vui nhận lỗi, đâu ngủ ấm, hạ quạt mát, sáng thăm hỏi, tối báo an. Đi phải thưa, về phải trình, sống làm việc, theo nguyên tắc, việc dù nhỏ, chế tự làm, tự tiện làm, lỗi đạo con, vật dù nhỏ, không tự lấy, nếu tự lấy, cha mẹ buồn, cha mẹ thích. Tận lực làm, cha mẹ chê, mau trừ bỏ, thân đau bệnh, cha mẹ lo, đạo đức kém, cha mẹ thẹn. Cha mẹ thương, dễ hữu thuận, cha mẹ ghét, hiếu vẫn tròn, cha mẹ lỗi, khuyên sửa đổi, mặt vui tươi, lời êm dịu. Khuyên không được, vẫn tìm cách, đến phải khóc, đánh không than, cha mẹ bệnh. Lếm thuốc trước, ngày đêm chăm, không rời khỏi, tang ba năm, ương thử nhớ, sống tiết độ, liệu kịp không, tang theo lễ, cũng chí thành, tối người mất, như lúc còn. Anh em thuận, anh thương em kính anh em hòa, hiếu thảo xanh, tiền xem nhẹ, không xem oán, lời nhịn nhường, oán tự tan. Lúc ăn uống, đi hoặc ngồi, người lớn trước, người nhỏ sau, người lớn gọi, giúp gọi mau, không người nào. Mình giúp trước, gọi người lớn, không gọi tên, với người lớn, chứa khoe tài, gặp người lớn. Nhanh đến chào, người chưa hỏi, kính đứng sau, nên xuống ngựa, phải xuống xe, hỏi chào xong, trăm bước tiến. Người lớn đứng, trẻ chớ ngồi, đợi người ngồi, bảo ngồi theo. Với người lớn, nói vừa nghe, nói qua nhỏ, không nên nghe, tiến phải nhanh, ngồi phải chậm, hỏi mới nói, chớ láo liên. Kính chú bác, như mẹ cha, anh chị họ, tự ruột là. Sống cẩn thận, nên dậy sớm, chớ thức khuya, kẻo già rồi, ngồi lối tiếp, sáng rửa mặt, lại đánh răng, vệ sinh xong, tay rửa sạch. Mũ đội ngay, áo gầy kỹ, mang về vớ, buộc chặt dây, mũ và áo để đúng nơi, không vất bậy. Phải bẩn dơ, quần áo sạch, chứa ra hoa, hợp bản thân, tùy hoàn cảnh. Ăn với uống, không kén chọn, ăn vừa lo, nhiều quá mệt, tuổi còn nhỏ, chứa rượu bia, uống say rồi, xấu lọ kia, đi thong thả, đứng thẳng ngay, lúc vái chào, thành tâm tính. Không đạp gạch, không dựa nghiêng, không ngồi duỗi, không rung đùi, vén màn nhẹ, không gây tiếng, chỗ quanh góc tránh không va, bê bưng vật lỗng, giống vật đầy vào phòng trống, giống có người đừng làm gấp, gấp dễ sai, không ngại khó, chớ qua loa, chỗ tranh cãi, chớ lân na, truyền tà mị, chớ hỏi qua, sắp vào nhà, hỏi có ai, bước vào phòng phải lên tiếng, nếu người hỏi thì xưng tên, không bổ tôi, vậy không rõ, dùng đồ người phải hỏi trước, nếu không hỏi, giống chồng thôi, mượn đồ dùng hoàn đúng hẹn, sau có mượn, rất dễ dàng. Sống uy tín, khi nói chuyện, tín làm đầu, lừa và dối, chả lên đâu, nói nhiều lời, không bằng ít, nói thật thà, không nịnh hót, lời xảo trá, tiếng tục thô, nói côn đồ, đều phải bỏ, ít chưa rõ, chớ vội lêu, hiểu chưa tường, đừng vội nói, việc không đúng, chớ nhận bừa, nếu nhận rồi, liền khó xử. Lúc nói chuyện, chậm rõ ràng, không hấp tấp, tránh mơ hồ, người nói đúng, kẻ nói sai, chớ thể lay vào can dự, thấy người tốt, học theo ngay, đủ kém xa, dần theo kịp, thấy người xấu, nhìn lại mình, có liền sửa, không thì tránh. Đức với tài, học và làm, không bằng người, tự cố gắng. Việc quần áo và ăn uống không bằng người, cũng không buồn. Chê vội giận, khen niềm vui. Bạn xấu tìm, bạn tốt nuôi, nghe khen sợ, chê lại mừng, nhiều bạn tốt, đến chơi chung. Vô ý phạm, gọi là sai, cố tình làm, thành ra ác. Sai chịu sửa, dần liền hết. Cố giấu che càng thêm nặng. Thương mọi người, hễ là người đều thương yêu, chung bầu trời cùng quả đất. Đức hạnh cao, danh tự cao, người ta trọng, không do tướng, người tài cao, danh vọng lớn, mọi người phục, chẳng vì khoác. Giúp được người đừng ích kỷ, người khác giỏi chớ tị hiền, giàu không lịnh, nghèo chớ chê, cũ đừng chán, mới không mê, người đang bận, chớ quấy đầy, người không an, đừng phiền nhiễu, khuyết điểm người, đừng soi mói, chuyện riêng tư, tuyệt không nói, khen làm lành là điều tốt, người ta biết, cố gắng thêm, nói xấu người là việc xấu, người ta ghét, họa tránh đâu, cùng khuyên thiện, đèn đạo đức, lỗi không khuyên, đôi bên thiệt, nhận và cho, phân biệt rõ, thà cho nhiều, nhận ít thôi, nói nhờ vả người tự hỏi trước, mình không muốn chớ buộc người, ơn phải báo, oán nên quên, oán cho qua, ơn nhớ mãi. Với người làm phải đoan nghiêm, tuy đoan nghiêm nhưng hiền hòa, cậy quyền thế, tâm không phục, dùng đạo lý họ phục ngay. Kết bạn tốt, đều là người có tốt xấu, phàm phu nhiều, người hiền hiếm, người nhân đức. Mọi người kính, nói chân thật,
không du lịch được thân cận, lợi vô cùng, đức tốt tăng, nỗi giảm dần, không chịu gần, nhiều điều hại, tiểu nhân đến trong sự bại. Học tập thêm, không thực hành, chỉ lý thuyết, thành nói suông sao lên người, chỉ thực hành, không lý thuyết, theo ý riêng, sai nào biết. Khi đọc sách, phải tập trung tâm mắt miệng, chớ bung lung, đọc sách nào, đọc cho xong, đừng để lòng, tìm sách khác, thời gian dài, lại cố gắng. Trình độ có, khó cũng không, có vấn đề liền ghi xuống, gặp người hỏi, hiểu thông luôn. Phòng phải yên, tường giữ sạch, bàn ghế gọn, bút mực ngay, thỏi mực nghiêng, tâm không chánh, chữ viết lệch, tâm chẳng yên. Xếp sách vở để đúng nơi, đọc xong rồi, xếp chỗ cũ. Có việc gấp, cất cẩn thận, sách hư rách, dán sửa ngay, sách nhảm nhí, chẳng nên xem, hại thông minh hư tâm trí. Đừng nóng vội, chớ thối lui, thánh hiền nhân dần sẽ đạt. Ha ha ha,